Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Nhà tấn công bia thịt trong khi Ukraine coi trọng sinh mạng. Kadyrov tuyên bố tấn công lực lượng đối lập ở Nga. Viện trợ cho Ukraine sụp xuống thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Tổng thống Putin đến thăm UAE và Ả Rập Xê Út. Ông Tập cảnh báo quan chức EU không nên đối đầu Người Triều Tiên đào tẩu bị Trung Quốc trục xuất biến mất. Triều Tiên tấn công hệ thống phòng không laser của Hàn Quốc. Nhật Bản sử dụng phân bò làm năng lượng chạy tên lửa. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ sáu ngày 8 tháng 12. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một bài báo mới đây từ RBC Ukraine đã cho biết, các cuộc tấn công của Nga ở Donbass và cuộc chiếm cứ tả ngạn sông Dnipro của lực lượng vũ trang Ukraine ở gần Kherson khiến điều gì sẽ xảy ra ở mặt trận vào đầu mùa đông. Điều này có thể gián tiếp khiến cho việc đột phá chiến tuyến ở phía đông Ukraine khó có thể xảy ra nếu quân Nga chiếm được Mariinka và Avdiivka, và tình hình có thể diễn ra theo kịch bản Bakhmut. Một người điều phối truyền thông của Ukraine là Konstantin Masovets tin rằng Mariinka không đóng một vai trò lớn nào trong tình hình mặt trận chung. Trong thời điểm này, Mariinka là một đống đổ nát sau khi trải qua nhiều tháng giao tranh. Vào đầu tháng 12, Nga công bố một chiến thắng sau khi tuyên bố chiếm được thành phố. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn trụ lại ở ngoại ô phía Tây. Theo thiếu tá Oleksiy Hetman, việc giữ lại thành phố đổ nát này bằng bất cứ giá nào không có nhiều ý nghĩa chiến lược. Nếu Ukraine phải rút lui, vẫn không có thay đổi cơ bản nào ở mặt trận phía đông từ Kubiansk và vuhledar. Việc phòng thủ sẽ chuyển về nhiều vị trí khác ở phía Tây, Việc chiếm Avdiivka hay chiếm Marinka đều không đồng nghĩa với việc đột phá trên tiền tuyến. Có lẽ sẽ giống như tình hình ở thành phố Bakhmut, người Nga đã chiếm được thành phố đổ nát và sau đó mọi kế hoạch vẫn không được tiến triển trong vài tháng tiếp theo, Hetman nhấn mạnh. Từ đầu tháng 10, quân Nga tăng cường giao tranh ở khu vực Avdiivka. Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Zaluzhny nói rằng, quân chiếm đóng đã mất ít nhất 10.000 binh sĩ trong các trận chiến giành Avdiivka trong khi Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tổn thất của Nga ở vùng Avdiivka lớn hơn ở Bakhmut. Quân đội Ukraine giải thích rằng quân chiếm đóng sẽ không thể chiếm được Avdiivka trừ khi họ chiếm lãnh thổ của nhà máy thang cốc Avdiivka. Vào ngày 3 tháng 12, các chiến sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 47 đã bác bỏ tin đồn về việc Nga đang tiến quân vào khu vực nhà máy hóa chất Avdiivkok. Họ nhấn mạnh rằng nhà máy vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang việc Nga sẵn sàng hy sinh một lượng lớn binh sĩ, bất chấp xương máu của những người lính phục vụ để giành những lãnh thổ, khác hẳn với cách chiến đấu của Ukraine là giữ gìn mạng sống của các binh sĩ chủ lực của mình. Ông Grigory Tamar, một nhà sử học Israel, đã bày tỏ quan điểm nói về cách Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động quân sự như sau – các đơn vị tình báo sẽ cho biết lực lượng đã vượt sâu vào vị trí đối phương, rồi sau đó cần dùng sự vượt trội về hỏa lực để bảo đảm cho việc tiêu diệt nhanh chóng kẻ thù và chịu tổn thất tối thiểu. Hoa Kỳ luôn tin rằng mọi người đều chiến đấu như vậy và họ chưa bao giờ chiến đấu khác biệt trong lịch sử cận đại. Ông giải thích rằng, do khác Hoa Kỳ, Tổng tư lệnh Zaluzny lại không thể đưa các lữ đoàn xung kích được thành lập để phản công, xông vào các vị trí của Nga, bởi vì Ukraine không có đủ vũ khí và chiến đấu cơ yểm trợ. Ngay cả khi giành được chiến thắng ở một số lĩnh vực, các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine chắc chắn sẽ không có lợi thế về trang thiết bị quân sự từ các binh chủng hợp thành để yểm trợ cho bộ binh và điều này sẽ dẫn đến tổn thất lớn về binh sĩ Ukraine. Điều này là không thể chấp nhận được. Đó cũng là lý do tổng tư lệnh Zelensky lại sử dụng chiến thuật của riêng ông để tiến hành cuộc tấn công, chứ không phải là chiến thuật mà người Mỹ khuyến nghị tưởng Zelensky ở trong một tình huống mà ông không thể lắng nghe các đối tác Hoa Kỳ và áp dụng kinh nghiệm của họ. Ngay cả khi quân đội Ukraine có lợi thế với hệ thống pháo binh HIMARS hoặc ở một số khía cạnh khác, thì nhìn chung vẫn không có sự vượt trội về chất và lượng so với quân đội Nga. Mặt khác, Hoa Kỳ đã không nhận ra, và tôi e rằng ngay cả ngày nay họ cũng không nhận ra, chính là sự tập trung chuẩn bị của Nga trong gần một năm khiến cuộc tấn công của Ukraine đã kết thúc với kết quả rất khiêm tốn. Ông nhấn mạnh. Thưa quý vị, lãnh đạo Chechen Ramzan Kadyrov vào hôm thứ Ba cho biết quân đội của ông đã cho đổ tung một tháp liên lạc ở vùng Belgorod của Nga. Tuy nhiên, tuyên bố này đã vấp phải sự hoài nghi từ người phát ngôn của lực lượng dân quân chống Tổng thống Putin. Ông Kadyrov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình – các chiến binh của ông đã có một cuộc tấn công vào tháp truyền thông Nga và tước đi liên lạc của kẻ thù. Ông viết, Cuộc tấn công đầu tiên đã tước đi liên lạc của kẻ thù bằng cách đánh trúng ngay mục tiêu là một tháp chuyển tiếp ở vùng Belgorod. Truyền thông cho biết khả năng ông Kadyrov đề cập đến các nhóm chiến binh Nga phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm quân đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn tự do Nga. Hai lực lượng này đã nhiều lần tiến vào khu vực Belgorod giáp biên giới Ukraine trong năm nay. Một quan chức tình báo Ukraine cho biết vào hồi tháng 10, quân đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn tự do Nga đang trong quá trình lên kế hoạch cho một chiến dịch gây bất ngờ cho Moscow. Ông Vadim Skibiski, phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, nói với ấn phẩm Ukraine Ukrainska Pravda, cơ quan này đang chuẩn bị cho các hoạt động mở rộng nhằm tấn công các mục tiêu quan trọng bên trong nước Nga. Thưa quý vị, trong tháng 8 đến tháng 10 năm 2023, lượng viện trợ mới cam kết cho Ukraine từ các nước phương Tây đã giảm tới mức thấp kỷ lục, khi giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo trang tin European Pravda, kết quả nghiên cứu này là do Viện Kinh tế Thế giới Q thực hiện. Theo Viện Nghiên cứu, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023, tổng giá trị các gói viện trợ mới lên tới 2,11 tỷ euro. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Nhóm các nhà viện trợ tích cực quan trọng nhất cho Ukraine bao gồm: Đức, Phần Lan, Ireland, Croatia, Litva, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, cũng như Canada và Vương quốc Anh. Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp viện trợ quân sự hàng đầu với tổng chi phí 44 tỷ euro. Tuy nhiên, Đức cũng đang nhanh chóng bắt kịp các cam kết quân sự với tổng trị giá hơn 17 tỷ euro các nước EU tiếp tục bắt kịp Hoa Kỳ về các cam kết viện trợ quân sự và hiện đang dẫn đầu. Trong tổng số 25 tỷ euro được cam kết cho vũ khí hạng nặng từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 10 năm nay, có tới 43% là từ Hoa Kỳ và 47% là từ tất cả các quốc gia và tổ chức của EU cộng lại. Dự luật cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện Hoa Kỳ vừa qua. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, Ông Boris Pistorius vẫn bác bỏ cáo buộc hỗ trợ không đầy đủ cho Ukraine. Thưa quý vị, vào hôm thứ tư ngày 6 tháng 12 vừa qua, tổng thống Nga Putin đã đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út trong một chuyến công du chớp nhoáng nhằm nâng cao vị thế của Moscow như một nhà trung gian hòa giải quyền lực ở Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống Putin đã đáp xuống thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nơi đang tổ chức các cuộc đàm phán về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc. Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội đàm với tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, ông Putin đề nghị thảo luận về hợp tác năng lượng, về cuộc xung đột ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời ca ngợi trạng thái hiện tại của mối quan hệ Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã làm nổi bật mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ của quốc gia này với Nga bằng cách mở rộng quan hệ đối tác kể từ khi phương Tây áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Các nhà bình luận Nga nhận định UAE là con đường quan trọng để Nga lách qua các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Putin đã tìm cách nâng cao vị thế của Nga như một nhà trung gian hòa giải quyền lực trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đồng thời thách thức Washington khi nhận định rằng cuộc chiến Israel-Hamas là một thất bại trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, Moscow có thể đóng vai trò trung gian hòa giải nhờ mối quan hệ thân thiện với cả Israel và Palestine. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác trên thế giới từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi thưa quý vị, chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào ngày 7 tháng 12 đã cảnh báo các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu rằng Trung Quốc và châu Âu không nên coi nhau là đối thủ hoặc tham gia vào cuộc đối đầu do hệ thống chính trị khác nhau của họ trong hội nghị thượng đỉnh trực tiếp Trung Quốc EU đầu tiên sau 4 năm. Trong cuộc họp để thảo luận các vấn đề từ mất cân bằng thương mại đến vấn đề Ukraine, ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng biến EU trở thành đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, cũng như hợp tác về khoa học và công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu là Charles Michel và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cũng đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm một ngày của họ cả hai bên đều tìm cách hạ thấp kỳ vọng. Trước hội nghị thượng đỉnh, với việc ngoại trưởng của Trung Quốc ông Vương Nghị đã cảnh báo các nhà ngoại giao từ các quốc gia thành viên EU có trụ sở tại Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 12 rằng châu Âu nên chọn hòa bình và ổn định thay vì chiến tranh lạnh mới. Một quan chức của châu Âu nói với các nhà báo tại Brussels vào tuần này rằng không có một kết quả nổi bật nào có thể hoàn thiện hội nghị thượng đỉnh, đồng thời nói thêm rằng sẽ không có một tuyên bố chung. Thưa quý vị, có tới 600 người Bắc Triều Tiên đã biến mất sau khi Trung Quốc cưỡng bức trục xuất vào hồi tháng 10. Một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Seoul cho biết vào hôm thứ Năm, ngày 7 tháng 12, đã cảnh báo họ có thể phải đối mặt với án tù, tra tấn, bạo lực tình dục và hành quyết tại khu vực cách ly. Báo cáo của nhóm công tác tư pháp chuyển tiếp được đưa ra khoảng 2 tháng sau khi Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc hồi hương một lượng lớn người Triều Tiên đang cố trốn sang Hàn Quốc. Nhóm công tác tư pháp chuyển tiếp cho biết, hàng trăm người đào tàu đã được vận chuyển bằng xe buýt và xe tải có bảo vệ từ các trung tâm giam giữ của Trung Quốc đưa qua biên giới vào miền Bắc Triều Tiên vào ngày 9 tháng 10 và đã gọi đây là vụ hồi hương hàng loạt lớn nhất trong nhiều năm qua. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hiện vẫn chưa bình luận về những vụ việc nhưng từ lâu đã tố cáo những người đào thoát là cặn bã và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thắt chặt biên giới hơn nữa trong vài năm qua. Số người đào thoát khỏi Triều Tiên để đến miền Nam đã đạt mức thấp nhất trong mọi thời đại trong thời kỳ đại dịch khi Triều Tiên đóng cửa biên giới. Bình Nhưỡng kể từ đó đã dỡ bỏ một số hạn chế về virus Corona và nối lại hoạt động thương mại cũng như các trao đổi khác với Trung Quốc. Dữ liệu hải quan của Bắc Kinh cho thấy xuất khẩu sang Triều Tiên đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Thưa quý vị, Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một vụ việc trong đó một nhóm hacker có tên là Andariel của Triều Tiên bị cáo buộc đã đánh cắp dữ liệu về vũ khí laser của Hàn Quốc. Cuộc điều tra đang được tiến hành cùng với FBI của Hoa Kỳ nhằm cố gắng xác định lượng dữ liệu mà nhóm tin tặc đang thu được. Theo cảnh sát, dữ liệu về công nghệ phòng thủ bao gồm cả tia laser phòng không đã bị đánh cắp từ 14 tổ chức. Theo điều tra tin tặc có thể nắm giữ khoảng 250 tệp với nội dung tổng lượng là 1,2 terabyte. Vào năm 2019, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã liệt kê nhóm Hack Andariel là tổ chức được chính phủ Triều Tiên tài trợ, tham gia vào các hoạt động mạng độc hại chống lại các doanh nghiệp nước ngoài, các cơ quan chính phủ cũng như các ngành công nghiệp quốc phòng. Sau khi hack cơ sở dữ liệu và đánh cắp thông tin, tin tặc cũng yêu cầu số bitcoin trị giá 357.866 đô la từ ba công ty Hàn Quốc và nước ngoài. Trong những năm gần đây, các cuộc tấn công của hacker đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, trước đó đã có thông tin cho rằng tin tặc của Nga đã tấn công bảy chính phủ của châu Âu, một nhóm hacker có liên hệ với tình báo của Nga đứng đằng sau vụ hack trong bối cảnh các cuộc tấn công của hacker ngày càng gia tăng. Hàn Quốc và Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản đã đồng ý thành lập một nhóm chuyên gia mạng cấp cao để chống lại tin tặc của Triều Tiên. Thưa quý vị, ngành công nghiệp vũ trụ của Nhật Bản đã mở ra một chương mới đầy tiềm năng vào thứ Năm với việc khởi nghiệp thử nghiệm một động cơ tên lửa nguyên mẫu chạy bằng nhiên liệu hoàn toàn lấy từ nguồn địa phương dồi dào là phân bỏ Thí nghiệm cho thấy động cơ phun ra ngọn lửa màu xanh và cam cao 10 đến 15 mét theo chiều ngang ra khỏi cửa nhà chứa máy bay đang mở trong khoảng 10 giây ở thị trấn vùng nông thôn phía bắc của Tai Kỳ. Theo giám đốc điều hành của Interstellar Technology, ông Takahiro Inagawa, chất lỏng biomethane cần thiết được tạo ra hoàn toàn từ khí lấy từ phân bò của hai trang trại bò sữa địa phương. Ông Inagawa nói với đài AFP chúng tôi đang làm điều này không chỉ vì nó tốt cho môi trường mà còn vì nó có thể được sản xuất tại địa phương rất tiết kiệm chi phí và là loại nhiên liệu có hiệu suất cao và có độ tinh khiết cao tôi không nghĩ là quá cường điệu khi cho rằng điều này sẽ được nhân rộng trên toàn thế giới ông nói chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đã làm điều này khí sinh học có nguồn gốc từ phân bò đã được sử dụng để làm nhiên liệu trên khắp thế giới, bao gồm cả chạy xe buýt ở thành phố Indore của Ấn Độ, thay vì các nguồn thông thường gây ô nhiễm hơn. Nó giúp giảm lượng khí thải độc hại từ nông nghiệp mà Greenpeace đã cho rằng chịu trách nhiệm trong 14% lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới. Xin cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Một lần nữa, Yên Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.